Thưa quý vị, gần 15 giờ chiều nay, triệu quân sự phạm nhân mang án chung thân đã bị bắt tại xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa sau gần một ngày trốn khỏi trại giam quân đội T-974. Công an xã Yên Dương, huyện Hà Trung và dân quân tự vệ phát hiện phạm nhân sự tại vị trí cách trại giam hơn 30 km. Thời điểm bị bắt phạm nhân triệu quân sự mặc áo phông màu xanh quần bò tối màu, phạm nhân ba lần dược ngục này tỏ ra khá bình thẳng sự bị bắt sau gần một ngày bỏ trốn, trên đường lẫn trốn còn trộm thêm hai xe đạp. Phạm Nhân Sự đã được di lý về trụ sở công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, sau đó sẽ bàn giao cho cơ quan điều tra hình sự quân đội, thụ lý theo thẩm quyền. Triệu quân sự 32 tuổi đang thủ án tù chung thân do giết người cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ.